Đây hầm Hà Nam thuốc bắc để làm vệ sinh cái rửa Hà Nam bằng nước sôi. Cái này là nước rửa thịt gừng, bỏ khoảng nửa chén gừng lại 1/3 chén rượu hòa chung với cái nồi nước này, xong rồi đợi nó sôi lên cái mình thả cái Hà Nam vô, làm vệ sinh bên ngoài, rửa bên ngoài, thế giờ rửa nước lạnh, bây giờ rửa nước sôi. Bây giờ nước đã sôi rồi, mình thả cái Hà Nam này vào. Chân phỏng tay mình nấu cho khoảng 5 phút cho nó sạch cái bề ngoài, tránh cái tanh hôi mùi. Mình đã trụng được 5 phút rồi á, bây giờ mình lấy ra. Bạn lấy ra cẩn thận nha, đừng có làm vỡ cái nước, nó có cái nước ở trong này. Có lấy ra phải nguyên miếng được. Dạ. Đây à, sạch sẽ ha. Xong. Hôm nay mình tìm Hà Nam với thuốc bắc nha. À, đây là phần Hà Nam, may mắn lắm mới mua được. Cái này chắc cũng 2 ký. Đây là thuốc bắc. Thuốc bắc được có những cái thuốc là thuốc bổ, đương quy, hoại sơn, thục địa, sâm. Thường á, cái này khoảng 1 ký thì mình sử dụng khoảng 1 bột, 2 bột thôi. Nay mình làm cho nhà mình ăn, nhưng mình sử dụng 3 bột luôn. Dừa, nước dừa, 4 cây dừa. Đây là cái nồi đất. Mình phải hầm cái gì mà liên quan tới cái thuốc bắc mà để hầm, để khi mà mình sử dụng nồi đất. Không được sử dụng nồi thiết, nghe nói là nồi thiết nó bị độc tố vậy. Tay cộng đồng bỏ vô nấu nha.
chấp. Hơi chậm. Khoảng một muỗng cà phê muối thôi. Bên dừa, đổ bên dừa thẳng luôn. Xong thì nó sẽ rã ra cái này á, nấu một hồi thật là nó sôi, nó nấu khoảng nửa tiếng sau á là nó chín ở bên trong, hơi chín chín trong, mình sẽ lấy cái đũa mình thọc cái nước ra, nó chảy ra nước nó rất là bổ, mà với lại mấy cái xong này đợi lại nha. Rồi 30 phút sau quay lại kiểm tra. Sau khi nấu một hồi rồi giờ nó sôi. Cái kèm nào. Wow. Thơm quá. Nó chín rồi xong một hồi nữa rồi mình mới chín kỹ kỹ tí rồi mình lấy cái đũa mình bọc cái này. Bên trong nó có cái nước đó, nó sẽ xẹp xuống cho nó phồng. Rồi sau 2 tiếng hầm lửa riu riu riu, mình mở ra mình coi thấy sao. Nóng quá. Kết quả là wow. Thơm quá. Cái này ấy là nó
nó bị ra nước hết rồi, rồi nó teo lại còn chút xíu à. Hồi chiều là mình thấy quá trời bự, bung nước ra nó rã thịt ra luôn. Mấy cái sâm thơm á. Ngon quá. Ba bổ luôn. Sáng hồi nãy cái này nó to, bây giờ nó teo lại nó còn có chút xíu. Nước thịt nó rã, nước sâm đồ nó rã, sâm rã nó ra, thịt nó rời luôn rồi, gấp nè, gấp thịt nó rớt ra luôn nè, thịt nè gấp vỡ rớt ra rồi, rã thịt luôn. Giờ lấy chén múc ăn được á. Thơm á. Thơm, ngọt của mấy cái sâm, nước dừa.